Rồi, Long mình chào toàn thể quý anh chị OK trên mọi miền tổ quốc ạ. Hôm nay buổi tối thứ bảy ngày 13 tháng 8 quý vị nhé. Long chia sẻ lại khu vườn của bé Trung ở Sân Vận động thành phố Dĩ An Bình Dương. Thì Long cùng mời quý anh chị mình ngắm cây và giao lưu cây tại nhà vườn của bé Trung quý vị ha. Thì Long cũng rất hy vọng quý anh chị mình xem cuốn video này thì ủng hộ cho nhà vườn cùng với kênh Châu Gia Long. Đây, xin chào bé Trung nhé. Dạ em chào anh Long, chào cả nhà mình ạ. Thì cũng hơi lâu lâu rồi nhà vườn em mới quay lại để quay video gửi tới cả nhà mình á. Thì có gì mong cả nhà mình xem video rồi ủng hộ em cũng giống như là ủng hộ kênh của anh Long ạ. Rồi OK em, thì Long cùng mời quý anh chị mình ngắm sơ sơ cây rồi chúng ta sẽ đi vào bên trong để giao lưu những tác phẩm mà ở phía trong sẽ quay chi tiết hơn quý vị nhá. Dạ. Vườn bẻ chúng thì nó đa dạng cây lắm, tùng lá hạn này, rồi sâm núi, hè sâm núi cũng có một số cây mà dạng đổ nhìn cũng hay hay này. Mấy cây này thì vừa được nhặt lá, cây dạng đổ khá đẹp ha. Dạ. Nhiều lắm quý vị nhá. Sâm núi này, bên này nói chung là đây được đi được một cặp đấy nhỉ. Dạ, cũng không giống giống nhau thôi chứ nó cũng được giống lắm. Nó là đường cặp dáng đổ thôi. Dạ. Sương dăm da san hô ha. Nói chung là cũng đã dàn cây với bà chúng ha. Dạ. Ở vườn mình thì đã dàn cây lắm. Thì cùng mời quý anh chị mình nó sẽ tiến vào bên trong để ngắm cây quý vị ha. Dạ. Rồi, đây tác phẩm cây mã số 1 quý vị ha. Dạ, mã số 1 em giới thiệu với cả nhà mình là một cái sâm núi trái hàng khai thác ạ. Sâm núi trái hàng dạ. Khai thác quý vị nhé. Cái này thì được có một cái bộ đễ với một cái thân nhìn rất là hay. Chi cành thì dày dặn hết rồi. Ba thân phúc lộc thọ ha. Dạ. Nó một cột ở dưới anh chia lên ba thân quý vị ạ. Dạ. Nói chung là cái mini để bàn thôi, form tang thì cơ bản là mình chia sẻ với quý anh chị mình chúng ta cùng ngắm cây. Cái hàng khai thác thì khi nào nó cũng giá trị hơn quý vị ha. Cái này thì nó có ba thân, form tàng cột cần thì dài mình. Cây đang chuẩn bị cho ra trái nữa. Cây dòng khai thác thì ra trái liên tục. Xong được trái hàng khai thác. Cái mã số 1 quý vị ha. Dạ. Quý anh chị mình có thể mình tìm hiểu cây không bị chảy tuột bể bồng chỗ nào đó quý vị nhé. Mặt đế cũng nếu như mà nói về hàng khai thác như vậy là cũng ổn rồi. Ok em tiến hành đo thông số báo giá tác phẩm cái sâm núi trái mã số 1 này. Dạ. Nguyên cái cùng này là được 19 ạ. Để em đo một thân bự này. Thân bự này chắc cỡ 10 cm ạ. Dạ, cái thân bự này được 11 ạ. 11 gần 12, xe. Dạ gần 12. Ngang tàng của nó thì được 42 ạ. Ngang tàng là 42 cm. Cao từ chầu lên là được 36. Cao 36 ha. Dạ. Cái này thì em báo giá này cả nhà mình cùng giao lưu là 6.500.000. 6.500.000 cho em sâm núi trái hàng khai thác cái mã số 1 như thế này quý vị ha. Dạ. Ok, chúng ta sang cái mã số 2 quý vị ơi. Đây tác phẩm cây mã số 2 cái gì ha? Dạ, mã số 2 em giới thiệu với cả nhà mình là một cây sơn liễu ạ. Sơn liễu ha? Dạ, cái này thì chi cành của nó thì dày dặn lắm rồi. Đây, nói về sơn liễu mà nó được bộ form tàng như thế này là cũng rất là phế được cái gì ha? Dạ. Quý anh chị mình có thể mình ngắm nhìn em sơn liễu này. Cái này thì được phấn tán rất là rõ ràng luôn. Chi cành thì dày dặn lắm. Quý anh chị mình có thể mình ngắm nhìn. Những cái dòng cây khác thì nó làm được bộ form như thế này thì nó dễ quý vị, nhưng mà đối với dòng sơn liễu thì nó là một quá trình luôn, tại vì cái dòng cây này nó rất là chậm lớn. Quý anh chị mình có thể thấy được những chi cành nuôi mà nó to như còn tay cái thế này quý vị này. Chi cành này, sơn liễu nuôi được dàn chi cành này là phế quý vị nhá, ở trong làm rất là chi tiết luôn. Cái này lên giáp phần của ngọn, nói chung là liên lạc hết, nó giọt ngon đi lên trên luôn này, quý anh chị có thể thấy rõ này. Xong sân liệu và đặc biệt thì nó cái mặt đế của nó bẹt một mảng đế luôn này. Đây. Giá tiền của nó thì có nhiều không à bà chúng? Dạ cái này thì em bảo giá là 12 triệu ạ.
12 triệu ha. Dạ. 12 triệu cho em sơn liệu ở cái mã số 2 như thế này quý vị ha. Rất là già dặn nha quý vị. 12 triệu ha. Ok, em tiến hành đo thông số đi. Em đo huỳnh thân ở trên cao này là được 20 ạ. Huỳnh thân của nó là 20 cm ha. Dạ. Ngang tàng ở đây là được 59 ạ. Ngang tàng của em nó là 59 cm. Từ mặt trầu lên thì được 85 ạ. Cao là 85 nha quý vị. Dạ. Cái này là em báo giá là 12 triệu ạ. 12 triệu. Dạ. À, tất cả cái của mình là bao ship hết rồi chúng ha? Dạ đúng rồi, bên em có thêm mặt hàng gỗ trầu nữa, vừa gỗ trầu với cây bên em đều bao ship hết ạ. Rồi, ok, nếu như quý anh chị mình mà nếu như tìm hiểu mua các mặt hàng gốm sứ, đôn trầu thì có thể liên hệ trực tiếp với bà chúng để mình tìm hiểu thêm các mẫu quý vị nhé. Ok, bây giờ chúng ta sang cây mã số 3 quý vị ơi. À, đây là cây mã số 3 đó quý vị ha. Dạ, mã số 3 em giới thiệu với cả nhà mình là một cây xanh năm điền hạt ạ. Cái này, hạt hả? Dạ, cái này thì có một bộ rễ ốm đá với lại em nó được nằm trong cái chậu này lâu năm lắm rồi, giờ nó thuần chậu lắm luôn. Sinh năm điền hạt cái gì ha? Cái này chắc có thể nhức lên đường nhà bà chúng, nhức lên cho quý anh chị dễ hình dung nhỉ. Cái này giờ về mình chỉ có một, chỉ cần có cái khay bỏ ít nước là trồng nó được ạ. À, cái này mình hiện tại đang thả nước luôn bà chúng hả? Dạ, em mới lấy từ đúng rồi. Đây, quý anh chị mình có thể ngắm nhìn. Con này thì thuần dầu ha. Dạ. Cầm như vậy là thoải mái luôn này này. Bám đá, ôm đá. Ôm đá. Ở trong ôm hòn đá thấm thủy cái gì. Cột cân. Ồ, cái ngọng nó cũng đẹp ghê chứ bộ. Năm điên hạt cái gì ấy. Dạ, mini. Nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy thôi. Liên lạc ha? Dạ, liên lạc hết. Giá tiền của em nó thì sao? Cái này thì em báo giá là 7.500k. 7.500k cho em xanh năm điền hạt. Cái mã số 3 như thế này quý vị ha. Thì chị mình có thể mình tìm hiểu để giao lưu. Và bây giờ thì mời bà chúng tiến hành đo thông số đi. Em đo ở cái huỳnh eo này là được 22 ạ. Huỳnh eo đó 22 cm. Dạ. Cao từ trên xuống cái tàng đổ này là được 45 ạ. Cao lên là 45. Dạ. Cao từ mặt trầu lên được 42 ạ. Tàn ngang của nó được bao nhiêu em? Tàn ngang em chỉ đo chừng này thôi. Được 35 ạ. 35 ha. Dạ. Giá là 7.500k cho em xanh năm điền hạt cái mã số 3 như thế này quý vị ha. Dạ. Rồi, ok, chúng ta sang cây mã số 4 đi quý vị ơi. Đây là cây mã số 4 ha. Dạ, mã số 4 em giới thiệu với cả nhà mình là một cây trắng vàng lá nhỏ. Cây này thì được con cái hay là giữa chân nó màu đỏ mà lên trên thì hóa màu vàng. Chân bóng nó màu đỏ ha? Dạ, cái chân nhìn nó đỏ đỏ cam cam này. Nó vàng vàng cam hả? Dạ, nhỏ nhỏ xinh xinh. Đây, quý anh chị mình cùng nhìn em trang nhỏ nhỏ mini như thế này quý vị ha. Dạ, hoa thì... ra lún phún nhiều. Phong tàng thì đầy đặn rồi, ra cây. Ở phía trống thì cái này thì nói chung là hàng to hơn còn chân cải xử thôi quý vị. Đây thì chưa thảo kẹm, nhưng mà cái này thì có thể mình thảo kẹm được rồi này. Trắng vàng là nhỏ. Vàng cám quý vị nhé. Đây quý chị mình để vàng ý này. Vàng cám. Giá tiền thì sao vậy chúng? Dạ cái này em giao lưu cả nhà mình là 2.200k ạ. 2.200k cho em trắng vàng là nhỏ cái mã số 4 như thế này hả? Dạ. Cái này thì dạng mini để bàn thôi quý vị ha. Dạ. Nhưng mà được cải thì bộ phong tan của nó mình đều. Cái này mà ra hoa đầy cây thì chơi cũng rất là đẹp. Ok, em tiến hành đo thông số đi. Nhỏ gọn xinh xinh thôi quý vị ạ. Huỳnh thân ở đây thì được 12 thôi ạ. Huỳnh thân là 12 cm. Dạ. Ngang tàng được 45 cm ạ. Ngang tàng 45. Từ mặt trầu lên được 26 ạ. Mặt trầu lên là 26 cm ha. Dạ. Giá thì 2.200k ạ. 2.200k cho em trắng vàng là nhỏ ở cây mã số 4. Ok, chúng ta sang cây mã số 5 đi quý vị. Dạ.
À, đây là cái mã số 5 đây quý vị ơi. Dạ, mã số 5 em giới thiệu với cả nhà mình là một cái SIM bút đỏ. Một em SIM bút đỏ, cái dạ. Visa ha. Dạ. Cái này thì có một cái dạng giống một con thú, nhìn cũng hay hay. Giống cái kiểu con thú đừng ngoái đầu lại luôn quý vị ạ. Dạ, chí kênh thì cũng khá to hết à. Con này thì thành phẩm hết rồi chứ bà Dung hả? Dạ, cái này thì nó thành phẩm rồi. Ai về mà giống như mình muốn sửa kiểu khác thì mình làm lại thôi, còn đá sổ ok thì cứng cáp hết rồi. Đây ship đỏ quý vị này, đỏ dạ. Xinh quý vị này. Đây, đọt đỏ này. Cơ bản cái này thì nó chỉ cần ở trên thì nuôi cắt giật cũng dữ dằn lắm quý vị ha. Dạ. Quý chị mình có thể thấy này, thành phẩm hết rồi. Cũng khá to. Đặc biệt nó có một cái cân hôi này này. Nhìn nó lạ lướt, nó duyên ghê. Ở phía trước này này, nó có một cái cổng rễ giống kiểu con thú đang quỳ theo xuống ấy. Nhìn thấy chưa? Nhìn cũng hay hay. À. Đấy. Được cái thì nó già hay. Dạ. Kinh điển già. Phần sau thì nó có cái chảy như thế này, nhưng mà các bạn nó cuốn với lại cái dòng suy thì cũng sợ thì ha. Giá tiền của cái này thì sao hả bà Trung? Dạ, cái này thì em bảo giá giao lưu là 16 triệu ạ. 16 triệu cho em xíu đỏ ha. Dạ. Cái thành phẩm phóng tăng mình hết rất gì hết. Dạ. Hết kèm. Giá tiền của em nói là 16 triệu. Ok, em tiến hành đo thông số để giúp anh đi. Dạ. Trời hơi mưa nên nó có ôn chút quý vị ạ. Em đo cái hình eo ở trên này thôi ạ. Eo ở cổ ngon ha. Dạ, hình eo ở cổ ngon là được 32 ạ. Em đo thử nguyên cái cùng này luôn. Hình eo ở cổ ngon đó là 32 cm quý vị nhé. Dạ. Cái bộ này là hết chay luôn, 1m50 ạ. Mét rưỡi ha. Dạ. Cái thân đế của nó là 1m50. À, ngang tàng ở đấy là được 1m10 ạ. Mét 1. Dạ. Ngang tàng mét 1 nha quý vị. Cao từ mặt trầu lên thì được 72 ạ. Cao là 72 cm. Dạ. Giá tiền của em nó là 16 triệu. Dạ, giá giao lưu cả nhà mình là 16 triệu ạ. Rồi, ok. À, bây giờ mời quý anh chị mình chúng ta cùng đi đến với tác phẩm cây mã số 6 ạ. Dạ. Rồi, à đây là tác phẩm cây mã số 6 quý vị nhá. Dạ, mã số 6 em giới thiệu với cả nhà mình là một cây linh sam song hình ạ. Một em linh sam song hình, cây này cực kỳ to lớn quý vị nhá. Dạ, cây này thì có một cái dạng giống dáng làng, nhìn rất là duyên. Cơ bản là cái thiên nhiên, phong tàng cột cân thì to lắm. Dạ. Tròn đều hết rồi, quý chị mình có thể mình cảm nhận được một em linh sam cực kỳ to lớn. Em đo sơ cái chầu cái chầu này năm chầu mấy đại chúng? Chầu này phủ bì là 63-65 ạ. Bì là 65 rồi đó hả? Dạ. Tại em đo bên mép này nên chặt 65 ạ. Toàn phóng cảnh quý vị nhá. Thì quý anh chị mình có thể mình cảm nhận cái chầu thì mình có thể mình liên tưởng cái cây to. Phong tang thì cơ bản mình đều hết. Chi cân thì to. Cái này quý anh chị mình nhìn thấy này, những cái chi cân ra ngoài đầu ngón nó như thế này mà to hơn ngón chân cái luôn. Gần như là không còn thèo đấy. Bể để thiên nhiên, to lắm. Đây, quý anh chị có thể cảm nhận được ha. Đây, to lắm quý vị nha. Để cũng trải đều. Giá tiền thì bao nhiêu đấy bà Trung? Dạ, cái này em báo giá cả nhà mình là 11 triệu ạ. 11 triệu ha? Dạ. 11 triệu cho em linh sam song hình. À, cái này là cái mã số 6 quý vị ha? Dạ. Cái to, cột cân quý anh chị mình có thể mình cảm nhận đã tới ngoài đầu ngón này mà to như ngón chân cái luôn này. Linh sam song hình, phong tang thì mình đều tích. Ok, em tiến hành đo thông số đi. Em đo cái hình thân ở trên này là 49 ạ. Hình thân là 49 cm quý vị nhá. Cái cực kỳ to luôn đấy. Ngang tàng là 82. Ngang tàng của em nói là 82 cm. Cao từ mặt trầu lên là 55 ạ. Cao lên là 55. Dạ, giá giao lưu với cả nhà mình là 11 triệu ạ. Giá giao lưu là 11 triệu quý vị nhá. À, cho em linh sam song hình cây mã số 6 như thế này. Dạ.
Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sang tìm hiểu tác phẩm Cây Mả số 7 quý vị ơi. Dạ. Đây là tác phẩm Cây Mả số 7 đấy quý vị ạ. Dạ, mã số 7 em giới thiệu với cả nhà mình là một cái tùng kim cương ạ. Một em tùng kim cương quý vị nhá. Dạ, cái này thì... mã số 7. Cái này có một đường cong uốn nhìn cũng rất là mềm mại cây. Cây khá to ha quý vị. Dạ. Đây, về cái gian phóng tàng thì coi như là mình đều hết rồi. Dạ. Kim cương quý vị ha. Tùng kim cương. Cái này thì cũng giờ cũng không phân biệt được là cái ghép hay cái dính nữa quý vị ơi. Nhưng mà cơ bản chỉ cần thì quý anh chị mình có thể thấy này. Chỉ nghiên to động từ trong thân ra luôn này. Khả năng là cái dính luôn đấy quý vị ạ. Cơ bản cái đường thân thì thân là thân kim cương đấy. À, cái này nó đang có mọc mầm ra này. Mấy bữa nó ra cái mầm non này thì mình sẽ biết được chắc chắn này. Bề đề thì đẹp. Phong tang cũng khá. Cái này thì nó có một cái điểm lỗi là nó bị tuột ở góc này lên từ cái mép này lên đây một xíu quý vị ha. Lên tới phần ngọn. Thì Long cũng quay chia sẻ kỹ để anh chị mình có thể mình tìm hiểu, mình đánh giá một cây. Giá tiền cái tùng kim cương này thì bao nhiêu các bạn chú nha? Dạ, cái này em báo giá cả nhà mình giao luôn là 12 triệu ạ. 12 triệu cho em tùng kim cương cây mã số 7 như thế này quý vị ha. Dạ. Ok, em tiến hành đo thông số giúp bên đi. Phần thân em đo ở đây là 23 ạ. Phần thân là 23 cm. Ngang tàng là 96 cm ạ. Ngang tàng của em nói là 96 cm. Cao từ mặt trầu lên là 89 cm ạ. Cao lên là 89 ha. Dạ, giá giao lưu với cả nhà mình là 12 triệu ạ. 12 triệu cho em tùng kim cương cây mã số 7 như thế này ha quý vị. Dạ. Ok, chúng ta sang cây mã số 8. Đây là cây mã số 8 quý vị ha. Dạ, mã số 8 em giới thiệu với cả nhà mình là một cây hải châu ạ. Cây này thì có một cái thân của nó rất là quái. Cái này thì nhìn quái quý vị nhá. Dạ. Phong tang cơ bản là hoàn thiện rồi. Cây thì đang cho trái trên cây. Dạ. Hơi bay nhẹ. Dạng bay bay. Nhìn nó quái cây quý vị ạ. Đây. Trái trái chung to. Con này thì dòng sông câu chuyện này. Dạ. Đây. Một số trái quý vị ha. Phong tang. Đây, quý anh chị mình có thể thấy này, đường thân của nó rất là quái luôn quý vị ạ, dạng rễ nôm. Dạ, dạng một rễ trên này có một cái cục. Một cục. Một cục để trên này luôn. Nhìn nó quái cây lắm. Hay hay. Giá tiền cái này thì sao hả bà chú? Dạ, cái này thì em bảo giá cả nhà mình giao lưu là 12 triệu 500 ạ. 12 triệu 500k cho một cụ hải châu rất là quái như thế này quý vị ha. Giá tiền của em nó là 12 triệu 500k. Bóng chảy đang còn trên cây rất là nhiều. Ok, em tiến hành đo thông số giúp anh cây hải châu cây mã số 8 như thế này. Em đo nguyên cái cụm rễ này của nó là được 62 ạ. Cụm rễ là 62 cm ha. Dạ, ở đây có cái thân này bay ra để em đo. Cái thân này thì được 12 ạ. Thân thân ở đó là 12 cm. Dạ. Cái bay này từ trên ngọn xuống là được 82. Ngang tàng thì được 1 mét. Chiều cao. Cao từ mặt trầu lên là được 49 ạ. Cao 49, giá là 12 triệu 500 ha. Dạ. Ok, bây giờ mời quý anh chị mình chúng ta cùng đi đến với tác phẩm cây mã số 9 nhé. Đây tác phẩm cây mã số 9 quý vị ha. Dạ, mã số 9 em giới thiệu với cả nhà mình là một cây mai chú thủy trung nu ạ. Một em mai chú thủy trung nu, cây này thì dạng bay, gồng bay ra dạ. Cũng đẹp và gần như liên lạc hết luôn quý vị ạ. Dạ. Thì chúng ta cùng ngắm nhìn, cùng tìm hiểu em mai chú thủy trung nu như thế này. Cái này chỉ cành thì cũng dày dày. Đây, quý anh chị mình có thể cảm nhận này, đường thân này. Tại cần nuôi này, kinh điển chưa? To lắm quý vị nhá. Khi phần ngọn ở trên lắc cũng đẹp. Phần ngọn đi lên này. Máy thủy trung nu. Dạng bay. Nu cục thế này mình rồi ha.
Giá tiền của em đó thì sao hả đại chúng? Dạ cái này giảm 18 triệu ạ. 18 triệu cho em máy thủy trung lưu cái mã số 9 như thế này quý vị ha. Dạ. Gần như còn cái mặt ngon cái mặt theo đầu cân còn xíu xíu thôi. Cơ bản đến thân thì liên lạc hết quý vị ha. 18 triệu cho em máy thủy trung lưu cái mã số 9 như thế này. Ok, em tiến hành đo thông số giúp anh đi. Dạ. Mình thân em đo tại đây là 37 ạ. Mình thân là 37 cm. To quý vị nha, trung lưu như vậy là to nha. Ngang tang là 69. Ngang tang của em đó là 69 cm. Cao từ mặt trầu lên được 32 ạ. Cao lên là 32 cm ha. Dạ. Giá tiền là 18 triệu. Dạ, giá là 18 triệu. Rồi, ok. Bây giờ mời quý anh chị mình cùng đi sang tác phẩm cái mã số 10 ạ. Đây quý vị ơi, cái mã số 10. Dạ, mã số 10 em giới thiệu với cả nhà mình là một cái hạt châu ạ. Cái này thì có một cái bộ đế nhìn cũng trải đều ra, nhìn nó cũng nở cây, nhìn cũng rất là duyên. Cây thì to quý vị ha. Dạ, chỉ kênh thì cứng cáp hết rồi. Đây chúng ta cùng ngắm nhìn một em hải châu khá là đẹp. Phong thang mình mang, sân mướt, cột cần to. Giá tiền của em nó thì sao hả bà Trung? Dạ cây này thì em báo giá là 10 triệu ạ. 10 triệu ha, cây mã số 10 của giá là 10 triệu luôn quý vị nhá. Dạ. Một em hải châu sông Cầu Phú Yên đây. Mời quý anh chị mình chúng ta cùng đi tìm hiểu về châu Gia Long, ngắm nhìn cả bộ phận chi tiết của cây để đánh giá và giao lưu. Về bộ phong tang thì mình đều hết cho quý vị ha. Dạ. Mình mà cứng hết rồi. Mặt đế, về mặt đế cái này cũng khá cột to ạ. Đây. Hải châu sông Cầu Phú Yên. Cột cần cũng khá khá. Bắt rõ ràng không bị rối quý vị ha. Đấy, chúng ta cùng ngắm nhìn này. Cây làm thì chuẩn cây. Giá tiền 10 triệu các bạn chung ha. Dạ. Ok, em tiến hành đo thông số giúp anh đi. Em đo hình thân ở đây là 35 ạ. Hình thân của em đó là 35 cm. Ngang tang được 63. Ngang tang của em đó là 63 cm. Kéo từ mặt trầu lên là được 55 cm ạ. Cao là 55 ha. Dạ. Giảm 10 triệu nha các bạn. Giảm 10 triệu ạ. Rồi, ok em. Bây giờ Long cũng mời quý anh chị mình ngắm nhìn tác phẩm cái mã số 11 ạ. Đây là tác phẩm cái mã số 11 quý vị này. Dạ, mã số 11 em giới thiệu với cả nhà mình là một cái tùng La Hán giãn độ ạ. Tùng La Hán giãn độ, cái này dạ. Thì không còn một vết thèo nào luôn nhà. Dạ, cái này nó cũng nhìn nó cũng rất là mềm, cái có nó đổ nhìn nó ổn, rất là mềm luôn. Cái này là không còn mặt thèo quý vị nhá. Dạ. Cái nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Nhưng mà được cái thì làm kỹ. Thì mời quý anh chị mình cùng ngắm nhìn em tùng này. Tùng La Hán giãn độ. Đây. Mặt đế này. Đế thì cũng đẹp và chi cần ở trên này. Coi như là nó khi cần đổ xuống và cái ngọn hôi lên thì nó cân đổi với nhau. Và cái này thì không có vết thèo nào, không bị chảy tuột bất cứ chỗ nào luôn quý vị ạ. Giá tiền của em nó thì sao hả đại chúng? Dạ cái này em bảo giá là 14 triệu ạ. 14 triệu ha. Dạ. Một em tung là hẳn giảng độ như thế này là giá là 14 triệu vậy nhá. Ví dụ cái giảng trực mà tung thì nó là bình thường, nhưng mà cái độ thì thân ra nó cũng ít lắm quý vị. Khó làm hơn quý vị nhá. Nên là quý anh chị mình xem thì quý anh chị mình mà đam mê về dòng cây thì cũng hiểu được cái điều đó. Chỉ cần phong tang thì được làm rất là rõ ràng rồi. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Giá tiền của em nó là 14 triệu. Ok, em tiến hành đo thông số đi. Em tung mã số 11 quý vị ha. Hình thân em đo ở đây là 20 ạ. Hình thân của em nó là 20. Độ từ trên ngọn xuống là 95 ạ. Tang độ xuống là 95. Ngang tang ở đây là được 95 luôn ạ. Cao là được 53. Cao 53 ha. Giá là 14 triệu. Giá 14 triệu ạ.
Rồi, ok em. Bây giờ chúng ta sang cây mã số 12 quý vị. Rồi, đây là tác phẩm cây mã số 12 quý vị ạ. Dạ, mã số 12 em giới thiệu với cả nhà mình là một cây linh sam ạ. Cây này thì hai thân cực kỳ to luôn quý vị nhá. Hai thân này cũng già lắm mà to lắm. Đây, mời quý chị mình cùng ngắm nhìn. Nhưng mà được cái này nó cũng vàng lùn lừng luôn quý vị ạ. Dạ, cái lùn mà chỉ cần thì rõ rồi từng cái luôn, không bị rỗi. Nhìn rất là chiếc chầu ẵng mấy đắp nổi rất đẹp luôn ha. Dạ. Xin so. Thì cùng quay chia sẻ với quý anh chị mình, chúng ta cùng chiêm ngắm. Đây, quý anh chị mình có thể thấy này. Mặt cắt, mặt theo gần như là bây giờ nó không còn luôn quý vị ạ. Dạ. Rồi về em linh sam này, tại vì những cái cột chi này nuôi nó đạt cái á, nó lớn lên thì nó bóp cái mặt theo lại hết luôn à. Mặt đế cũng khủng ha. Đây, mời quý anh chị mình cùng ngắm nhìn kỹ về cái quý vị nhé. Phong tàng thiên nhiên hai thân, đặc biệt là nó hai thân mà nó nhìn nó một thân cao một thân hơi thấp, nhìn này nhìn cái cân nó cân cái cây á quý vị. Để cũng đẹp ha, để có tuyệt vời. Giá tiền của nó thì sao đây bà Trung? Dạ, cái này thì em bảo giá 12 triệu ạ. 12 triệu ha? Dạ. 12 triệu cho em linh sam song hình cây mã số 12 như thế này luôn quý vị ha. Cái lực nhìn lực lắm. Ok, em tiến hành đo thông số giúp anh đi. Em đo cái cùng ở đây là 55 ạ. Em đo một thân chỉnh luôn em. Thân cao đi. Cao với nói ha. Dạ. Em đo cao ở trên này luôn là 27 ạ. 27 ha. Dạ. Ngang tàng của cây là được 90 ạ. Ngang tàng là 90. Cao từ mặt chầu lên là được 42 ạ. Cao mặt chầu lên là 42 cm. Dạ, em giao lưu với cả nhà mình là 12 triệu ạ. 12 triệu cho em linh sam cây mã số 12 luôn quý vị nhá. Dạ. Ok, chúng ta sang cây mã số 13. Rồi, đây cây mã số 13 quý vị ha. Dạ, mã số 13 em giới thiệu với cả nhà là một cái hải châu ạ. Hải châu giãn bay. Con này thì nó giọt không có vật thèo luôn quý vị ha. Dạ. Cái nhỏ nhỏ nhưng mà nhìn duyên cây. Nhỏ nhưng mà nhìn duyên cây lắm. Dạ. Liên lạc dạng bay bay. Đây. Hai thân nó bay nó quyền nhau quý vị này. Đang còn trải trên cây luôn quý vị nhá. Dạ. Nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Liên lạc phong tàng chỉ cần lạ lướt. Ok, em tiến hành đo thông số báo giá tác phẩm cái hải châu mã số 13 này. Hình thân ở đây thì được 9 ạ. Hình thân là 9 cm thôi ha. Dạ. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Ngang tàng ở đây là được 95 ạ. Ngang tàng là 95 cm. Cao từ mặt chầu lên là 40 ạ. Cao lên là 40. Dạ, em giao lưu với cả nhà mình là 5.500.000 ạ. 5.500.000 cho em hải châu cây mã số 13 như thế này quý vị ha. Dạ. Ok, chúng ta sang cây mã số 14 đi quý vị. Đây tác phẩm cây mã số 14 đây quý vị ơi. Dạ, mã số 14 em giới thiệu với cả nhà mình là một cây thiên tuế ạ. Ồ, một cây thiên tuế cực kỳ độc đáo quý vị nhá. Dạ, cái này có một cái củ một củ tròn như một cái bình hồ lô luôn quý vị ơi. Dạ. Nhìn hay lắm. Thiên tuế, cái này thì chơi phong thủy này. Cũng mời quý anh chị mình ngắm một củ thiên tuế cực kỳ độc đáo. Dạ, cái này nó mới ra hoa ra trái xong. Đang có hoa của trái luôn ha. Đây, quý anh chị mình để ý này, trái của nó cái gì này. Dạ, nó đang dài dài rồi. Có trái luôn nha. Nhìn chung trái hay hay chưa. Và nó có một củ thì kinh điển luôn rồi. To. Ở đây nó có một cái lỗ mà nó liên lại hết chứ không phải nó hỏng quý vị nhé. Lỗ nhỏ thôi. Trời. Hay chưa? Nhìn hay ha. Nói chung là cái cây thiên tuế thì nó nhiều nhưng mà để tìm có một cây mà nó có cái củ độc đáo như thế này thì nó là rất là hiếm luôn quý vị ha. Một túi lọc cực kỳ to lớn.
mời quý anh chị mình ngắm. Cái hình cái này nếu như mà tính nơi cũ đó chắc cả mét, nó to lắm quý vị nhá. Dạ, cũng tới cả mét đấy. Cái giá tiền của nó thì sao hả bé Trung? Dạ, giá của cái này thì là 9.500k. 9.500k cho một cái củ Thiên Thuế cực kỳ độc đáo như thế này quý vị ha. Dạ. Rất là xứng đáng để quý anh chị mình có thể mình chơi luôn quý vị. Với lại cái cây này thì nó cũng mang đến nhật phong thủy cáo đó. Ok, em tiến hành đo thông số giúp anh ấy. Em đo ở cái bầu tròn to nhất là 105 ạ. 105 ha. Dạ. Chắc em chỉ đo lên tới cái mặt này thôi. Đo cao lên trên luôn đi em. Cao lên luôn. Cao lên đây là 1m ạ. Cao 1m ha. Dạ. Tán này cắt hết lá rồi, đo vậy thôi. Dạ. Tán ngang thì cần phải đo. Cao lên là 1m. Dạ. Giá tiền là 9.500k. Dạ. Ok em, bây giờ chúng ta sẽ đi sang tìm hiểu tác phẩm cây mã số 15 cũng như là cây cuối clip hôm nay đó quý vị nhé. Dạ. Rồi, đây tác phẩm cây mã số 15 đó quý vị ơi. Dạ, cây mã 15 cũng là cây cuối clip hôm nay của em. Cây này là cây lộc vừng ạ. Lộc vừng ha. Dạ. Cây này thì nó cũng già lắm rồi, có cái u. Nhìn cũng hay hay. Đây, chúng ta cùng ngắm nhìn nhá. Lộc vừng. Cơ bản cái này thì già cây cực kỳ. Dạ. Chỉ cần nuôi cũng to cỡ ngón chân cái quý vị ha. Form tang này. Nói chung là nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Giá tiền của nó thì sao vậy chú? Dạ, cái này thì em bảo giá là 2.200k ạ. 2.200k cho em lộc vừng, cái cuối clip hôm nay quý vị ha. Dạ. Quý anh chị mình có thể tìm hiểu để giao lưu cái khá già. Rồi ok em tiến hành đo thông số giúp anh đi. Em đo ở trên cái hoành éo này là 27 ạ. Hoành éo của em nó là 27 cm. Ngang tang là 70 ạ. Ngang tang 70. Cao từ mặt chầu lên là được 45 ạ. Cao lên là 45 ha. Dạ, giá giao lưu với cả nhà mình là 2.200k ạ. Dạ là 2.200. Dạ. Rồi ok, thì qua đây là cũng rất cảm ơn quý anh chị mình đã dành ra chút thời gian trong buổi tối hôm nay để theo dõi clip tại vườn của bé Trung. Thì trong quá trình xem video, quý anh chị mình thấy tác phẩm nào hợp nhãn thì mình vui lòng liên hệ với nhà vườn để giao lưu quý vị ha. Và bây giờ thì Long xin phép kết thúc clip ạ. Dạ, em chào anh Long, chào cả nhà mình ạ.